Video clip này xin mời các bạn nghe chất âm cực kỳ đầm thắm và độ sắc nét chi tiết đến rợn người, được phát ra từ cặp loa chơi rất đa năng, đó là cặp loa JBL-100T Bass 30 chép Titan. Và tôi đang đánh bằng âm ly Luman 309 kết hợp với đầu CD Denon 1500R, chính xác nó là 1500RE. Cặp loa JBL-100T này thì các bạn nhớ là cặp loa chơi đa năng, chơi nhạc vàng với độ chi tiết cao, và các bạn chơi Dezin Antop hay các bạn có thể nghe nhạc sống rất là tuyệt vời. Cặp loa này có giá 31. Và các bạn nhìn thấy tôi sử dụng đầu CD cao cấp, đó là đầu CD Denon 1500RE, vừa giải mã, vừa chạy CD, vừa chạy USB. Chiếc đầu này có giá 20.500.000 đồng. Các bạn thấy tổng thể cái nền nhạc nó rất là sạch sẽ, chi tiết, tách bạch ba giải, tiếng bass rất là êm, trầm sâu, mid, nổi và chép Titan đánh tí tách và êm dịu. Nếu các bạn thấy là chúng ta có thể phối bằng rất nhiều các dòng âm ly. Ở đây tôi đang dùng âm ly Luman 309. Các bạn có thể đánh bằng các dòng Akufei 303, 305, các dòng Mazan 7484, các dòng âm ly đèn. Chân thành
chọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa chân nữ chàng ngư từng đắng cay dài dầu chờ uống thuốc bạc đời hồi ấm thêm hóa tình lẻ bóng nhớ thương anh ngập lòng. Mọi món đời hồi ấm thêm hóa tình lẻ bóng.